Thưa quý vị, do điều kiện học tập tại các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất thiếu thốn, nên khả năng tiếng Anh của các em học sinh nơi đây rất hạn chế. Nhiều em chưa rành tiếng Việt nên tiếp cận tiếng Anh càng khó khăn hơn. Vì vậy, nhiều bạn trẻ ở Đắk Lắk đã cùng nhau mở các lớp dạy tiếng Anh không đồng ngay tại buôn làng. Chương trình hôm nay vừa có ghi nhận tại các lớp học ý nghĩa này. Cứ mỗi chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, em Hờ Mộng Tách tại buôn Cua Tác, xã Giang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk lại cùng bạn bè đến ngôi nhà sàn truyền thống trong buôn. Đây là địa điểm quen thuộc để các em học sinh người Mơ Nông, độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi học tiếng Anh hơn 3 tháng qua. Được học miễn phí, lại có nơi vui chơi, nên các em rất hứng khởi và chưa bỏ một buổi học nào. Vì cô cũng là người Mơ Nông đúng, cho nên mỗi khi con không hiểu thì cô ấy nói tiếng Mơ Nông. Làm dự tính nó là kế hoạch lâu dài luôn, không phải là chỉ trong hè. Có khách tới đây thì mấy bạn cũng có thể chào hỏi họ hoặc là giới thiệu về buôn làng văn hóa của người Mơ Nông cho các anh chị khách du lịch hoặc như là người nước ngoài ở đây ạ. Các bạn trẻ mở lớp đều có nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh. Những lớp học này xuất phát từ nhu cầu thực tế nên được bà con địa phương rất ủng hộ và trân trọng. Với các bạn trẻ, việc được truyền đạt kiến thức, làm được việc ý nghĩa cho các em nhỏ chính là niềm vui và niềm hạnh phúc. Cái lớp học được gọi là giống như bổ túc cái tiếng Anh cho các em học sinh cấp 1, cấp 2, làm sao có thể giúp được các em học sinh nắm được kiến thức, làm sao bước vào cái gọi là trường học và đạt được cái thành tích tốt nhất. Ngoài học tiếng Anh, các em còn được học nhảy, được tham gia các trò chơi nhóm bổ ích. Những hoạt động này góp phần giúp cho các em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp và học tập.